Hồn ma cây đa. Ngày xưa có một bác nông dân nhờ cần cù chịu khó nên năm ấy được mùa bội thu. Sau khi chở lúa đi bán, bác cẩn thận cất tiền vào túi, hớn hở đi về. Bác quá, nghỉ chân chút đã. Ôi, mình ngủ quên mất. Phải về thôi, muộn rồi. Ôi, túi tiền của tôi đâu rồi? Ai ăn cắp túi tiền của tôi? Hãy trả lại cho tôi. Mất tiền rồi. Có chuyện gì thế? Bẩm quan, có một người đang ngồi dưới gốc đa khóc. Này anh kia, sao lại ngồi đây khóc lóc thế kia? Bẩm quan, tôi chịu cực chịu khổ, dầm mưa dãi nắng mới làm ra được hột lúa. Tới khi thu hoạch đem đi bán lấy tiền để nuôi vợ con, thì bị người ta lấy hết sạch, không còn đồng nào. Bây giờ tôi không biết lấy gì để sống đây. Ông có chắc là mất ở chỗ cây đa này không? Tôi chắc chắn là mất ở chỗ gốc đa này. Bởi vì khi tôi ngồi xuống nghỉ thì tôi còn lấy túi tiền ra xem. Bác ngồi dưới gốc cây đa mà mất tiền thì ta phải hỏi cây đa mới được. Các ngươi hãy chặt một cành đa to xuống cho ta. Dạ. Bẩm quan, cành đa đã chặt xuống rồi ạ. Được rồi, bây giờ ta chính thức thụ lý điều tra vụ án này. Cành đa kia, nói cho ta nghe coi, đứa nào ăn cắp tiền của bác nông dân? Quan hỏi cành đa ư? Cành đa làm sao mà nói được? Kỳ lạ thật. Không nói hả? Người đâu? Đánh nói cho ta. Ôi da, đau quá. Thưa quan lớn, xin quan lớn đừng đánh. Con xin khai. Trời, cây đa biết nói. Tôi chưa thấy chuyện này bao giờ. Trời, có ma ư? Đúng rồi, người ta vẫn nói thần cây đa, ma cây đề. Mà cây này có từ hàng trăm năm rồi, chắc nhiều ma lắm. Ôi, sợ quá. Các người thấy không? Tội ác dù có cố giấu giếm đến đâu cũng có người biết thôi. Ta nói lần cuối, kẻ nào ăn trộm nếu tự vào nhận tội, ta sẽ giảm án cho. Bằng không, để cành đa này nói ra, kẻ đó sẽ bị cả đời tống giam trong ngục tối. Đâu, cành đa kia, nói mau, kẻ nào ăn cắp túi tiền? Bẩm quan, là con trót dại, xin quan lớn tha tội. Được, tội ăn cắp không thể không trừng trị, nhưng vì ngươi nhận tội nên ta sẽ giảm án. Mau trả túi tiền lại cho bác nông dân. Dạ đây ạ. Con chưa tiêu mất đồng nào, vẫn còn nguyên ạ. Giải tên trộm này về phủ chờ ngày xét xử. Đa tạ quan lớn đã giúp đỡ, ngài đúng là bậc phụ mẫu của dân. Đây là trọng trách của ta. Đào, người lên được rồi đó. Thế này là thế nào? Hóa ra cậu này nằm dưới hố, nói vọng lên chứ không phải cành đa biết nói. Đúng vậy. Đây là kế sách của quan để kẻ cắp kia có tật giật mình mà phải lộ diện đấy các bác ạ. À, Được rồi, mọi người hãy về đi. Bác cũng mau về nhà kéo vợ ngóng con trông. Trách nhiệm của lời nói.
kia có chuyện gì thế nhỉ? Trời ơi là trời, mấy chỉ vàng của tôi rõ ràng cất trong tủ lại tự dưng không cánh mà bay, đúng là kia cóp cho cọp nó xơi. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? À, sáng nay bà Tư phát hiện mất sợi dây chuyền tiếc của nên bà ta khóc rống từ sáng đến giờ đấy. Mất dây chuyền? Sao để trong nhà mà lại mất? Chắc chắn có trộm rồi. Thì đúng là thế, nhưng biết ai là kẻ trộm chứ? Có ai trót lấy thì làm ơn trả cho tôi cả gia tài của tôi đấy. À ha, tôi biết thủ phạm là ai rồi. Hả? Anh biết ai là thủ phạm lấy sợi dây chuyền của tôi à? Mau, mau nói cho tôi biết kẻ đó là ai. Ê, ê, bà thả tôi ra đã. Lê Sửu, bà Tư tố cáo người lấy trộm sợi dây chuyền của bà ấy. Người có nhận tội không? Bẩm, đại nhân minh xét, tiểu nhân không làm chuyện ấy ạ. Oan cho tiểu nhân quá. Thị Tư, bà có bằng chứng gì buộc tội anh Sửu không? Bẩm đại nhân, anh dần đây nói với tôi, anh Sửu chính là thủ phạm ạ. Không đúng, tôi không phải thủ phạm. Tất cả im lặng, anh có bằng chứng gì mà lại nói anh Sửu là thủ phạm? Bẩm đại nhân, tay Sửu nghèo kiết xác, cả vùng ai cũng biết, hắn lại không chịu làm lụng gì, thế mà hôm qua lại tậu được cả một chiếc bình quý. Đúng lúc bà Tư mất trộm, thử hỏi, hắn không đi ăn trộm thì lấy tiền đâu ra mua bình ạ? Là tôi có chiếc bình mới, nhưng là do người chú của tôi qua đời để lại cho tôi. Tôi nghèo thật, nhưng không trộm. Không tin, ngài có thể điều tra. Điều tra? Người chết rồi làm sao điều tra? Đừng có mà ngụy biện. Bẩm đại nhân, có con của thị tư cầu kiến ạ. Cho vào. Kính chào đại nhân, con trai. Có chuyện gì thế? Dạ, con đến để báo với mẹ là đã tìm được sợi dây chuyền rồi ạ. Hả? Tìm được rồi? Thế này là thế nào? Các ngươi coi trốn công đường là trò đùa ư? Dạ, dạ bẩm quan lớn, chuyện này có chút hiểu lầm ạ. Tôi xin rút lại đơn kiện anh Sửu và xin bồi thường 5 đồng ạ. Lời nói không phải là thứ đem ra để đùa giỡn. Một bát nước hất đi không thể lấy lại, một lời đã nói ra không thể thu lại. Nhưng dù sao, bà cũng là người biết điều, đã rút lại đơn kiện và bồi thường, nên ta sẽ bỏ qua. Xin đại nhân minh xét, tôi muốn kiện anh Dần. Hả? Kiện tôi ư? Chuyện đã giải quyết xong, ngươi còn muốn kiện Đỗ Dần vì tội gì? Bẩm, tôi muốn kiện hắn ta tội vu khống. Chính hắn ta đã vu oan cho tôi, làm mất danh dự của tôi. Ơ hay, cái nhà anh này, tôi chỉ bình luận thôi, thế mà cũng là tội sao? Bình luận, nhưng làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi suýt vào tù vì lời bình luận của anh đấy. Ờ, thì bình luận thôi mà. Ai bảo bà Tư tin chứ? Cùng lắm là tôi rút lại không nói nữa, được chưa? Không được. Hai người im lặng, nhưng cũng đã phá đi danh dự của người khác. Người phải có trách nhiệm với lời nói mình. Phải nghĩ trước khi nói. Phải nghĩ trước khi... Ta phạt ngươi 10 trượng và phải bồi thường cho Lê Sửu 10 đồng. Người đâu? Xin đại nhân khai ân. Từ giờ tôi không dám nói linh tinh nữa đâu ạ. Xin đại nhân. Đa tạ đại nhân anh minh. Học nghề. Sao ông thầy bói này đông khách thế nhỉ? Chắc ông ta bói đúng lắm. Nhờ thầy xem cho con một quẻ. Nhà chị về sắm sửa lấy mấy bộ cánh đẹp, chăm chút đến nhan sắc, bớt lời đi, rồi ông nhà lại về ngay thôi. Sao thầy lại biết chuyện nhà con bỏ đi? Nếu không biết, ta mở quán xem bói làm gì? Đa tạ thầy, cứ về làm theo lời ta dặn, chắc chắn ông nhà sẽ về. Cho xin 2 đồng tiền công, chị ơi. À vâng, con vội quá, xin lỗi thầy. Nhà chị cuối năm sẽ có chuyện hỷ, duyên đang đến nhé. Thật thế ạ? Thế thì tốt quá. Cảm ơn thầy. Không có gì. Ông ta kiếm tiền nhiều quá. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã kiếm được mấy đồng?
Công việc này xem ra nhẹ nhàng, không tốn công sức mà lại nhanh có tiền. Hay là mình lại xin ông ta nhận làm đệ tử? Nhưng trước tiên phải nhờ ông ta xem qua vận mệnh đã, biết đâu số mình làm đến tể tướng thì sao? Thầy xem giúp cháu một quẻ. Số cậu có tướng phú quý, giàu từ trong trứng nước. Cái gì? Tôi mà giàu từ trong trứng nước đã không phải lang thang kiếm ăn từng bữa thế này. Thì sau này thế nào cũng học hành đỗ đạt. Một chữ bẻ đôi tôi còn không biết, đỗ đạt ở đâu? Thôi, trả lại tiền đây. Thì đây. Hóa ra ông Toàn bói nhăn bói cuội. Tôi mà nói cho mọi người biết chuyện này thì ông chỉ có nước sập tiệm. Này này, ta xin mày đừng có làm thế. Không làm để ông đi lòe thiên hạ à? Mà sao mấy người trước ông nói thế mà họ cứ dạ dạ vân vân là sao? Bí quyết đấy. Những bà sồn sồn tuổi 40 đến xem thì chỉ có chuyện chồng chán bỏ đi theo gái chứ còn gì. Còn mấy cô trẻ đến xem thì còn gì ngoài chuyện muốn biết bao giờ mình cưới chồng hả mày? Ra thế. Vậy thì thế này, ông phải cho tôi làm chung với. Tôi sẽ đi loan tin ông bói giỏi, sẽ thu thập tin tức của khách hàng rồi về mách cho ông. Ông thấy có được không? Nếu không là tôi nói hết cho bàn dân thiên hạ đấy. Người nói nghe cũng có lý. Thôi được, từ giờ cứ phục vụ ta, ta truyền nghề cho. Đa tạ sư phụ. Ông uống thuốc đi mà còn đi làm chứ. Mấy hôm nay hết sạch cả gạo rồi. Tao ốm lắm. Thôi, hôm nay mày ra hành nghề một mình đi. Nhưng tôi làm sao đi một mình được? Ây da, cứ lời tao dạy mà làm thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Xem bói nào. Một đồng thôi, không đúng không lấy tiền. Nhà chị về sắm mấy bộ quần áo đẹp, chăm chút cho bản thân, bớt càu nhàu đi, rồi ông nhà lập tức về ngay. Mày nói cái gì? Thế không phải chồng bà có người khác à? Tao lại vả cho mày trẹo quay hàm bây giờ. Chồng tao chết 10 năm rồi. Cuối năm, nhất định nhà chị sẽ có người hỏi cưới. Tin tôi đi. Cưới xin gì? Thì tôi gieo quẻ cho nhà chị đây này. Bói thế à? Tao có hai đời chồng rồi, mày định trù cho chồng tao chết hả? Sao lại để người ta đánh đuổi như thế? Cháu theo học nghề thầy bói loè người, tưởng đâu kiếm được miếng ăn. Ai dè Chết, mới bé tí tuổi đầu thế này mà đã tìm cách loè người thế này thì... Ta có nghe chuyện thầy trò nhà ngươi rồi, dẫn ta đến gặp thầy ngươi đi. Vâng ạ. Ông là ai? Là ai thì quan trọng gì? Chỉ biết giờ đây ông đang khó khăn, thầy trò ngày càng ít khách đúng không? Ông nhìn nhà tôi thì biết, còn hỏi. Thế ông hành nghề bói mà không xem được vận mệnh cho chính mình, không biết thằng đệ tử ngày hôm nay bị người ta đánh cho tơi tả ở chợ sao? Tôi nói để thầy trò ông biết nhé. Muốn đổi vận thì ông phải đổi nghề, bỏ cái nghề lừa bịp bói toán ấy đi. Thế ông cũng là thầy bói à? Không phải bói mà là một lời khuyên. Tái sinh. Tôi không hiểu, chúng ta lại có thể giúp gì cho một họa sĩ nổi tiếng như ông? Tôi đang tìm hình mẫu cho bức họa ác quỷ mà tôi đang phát thảo. Tôi cần người làm mẫu cho nhân vật ác quỷ tôi sắp vẽ. Nhà tù này là nơi tập trung những thành phần tàn ác nhất xã hội. Tôi nghĩ không đâu phù hợp hơn nơi này để ông tìm ra một hình mẫu cho ác quỷ mà ông đang vẽ. Vậy phiền ông dẫn tôi đi xem qua một lượt các phạm nhân. Thank you.
mặt hắn hằn lên vẻ lạnh lùng, hám lợi, đạo đức giả, trơ trẽn và cực kỳ tàn độc. Đó là biểu hiện của một tên ác quỷ. Hắn chính là người mẫu mình đang tìm. Tôi muốn người này làm mẫu. Tôi sẽ vẽ ngay tại hành lang này. Được, ông cứ tự nhiên. Nghe nói, ông lấy tôi làm hình mẫu vẽ ác quỷ. Đúng. Ác quỷ có hình dạng thế nào? Giống tôi à? Ác quỷ không có hình dạng. Tại sao lại không có hình dạng? Quỷ ở trong tâm. Ác quỷ có thể ở trong anh như bây giờ. Có thể ở trong tôi trong thời khắc nào đó. Có thể ở trong bất cứ ai, bất cứ cái gì gây tội ác. Vậy ác quỷ là một kẻ tự do. Đúng, gặp kẻ yếu đuối thì nó sẽ trú ngụ mãi, kẻ mạnh mẽ sẽ biết cách đuổi nó đi. Ý ông nói tôi là một kẻ yếu đuối. Con người sinh ra, ai cũng lương thiện. Khi con người mềm yếu, cái ác sẽ đến. Người mạnh mẽ biết vực dậy bản thân và tiêu trừ cái ác. Còn người yếu đuối, hèn nhát, không đủ sức chống lại cái ác, sẽ bị nó chế ngự. Vậy nên, kẻ độc ác nhất là những kẻ yếu hèn và đáng thương nhất. Hèn nhát ư? Có lẽ thật, xưa nay mình cướp của giết người đều vì sợ. Sợ đói, sợ bị coi thường, sợ bị bắt lỗi. Cuối cùng, mình đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Theo ông, người như tôi còn có cơ hội hoàn lương không? Đừng hỏi người khác, hãy vấn chính mình. Hãy vấn chính mình. Mời vào. Chào ông. Vâng, anh là giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội này. Tôi đến gặp anh để xin phép đến thăm các cháu mồ côi và xin giúp đỡ các cháu. Vâng, cảm ơn ông. Ông là họa sĩ Ribak, đúng là ông rồi. Vâng, chính tôi. Anh từng gặp tôi sao? Họa sĩ ơi, ông không nhận ra tôi ư? Tôi chính là chàng trai trẻ 20 năm trước đã làm mẫu cho ông vẽ ác quỷ đây mà. Là anh, người phạm nhân năm ấy. Vâng, là tôi đây. Thật đáng kinh ngạc, tôi không thể ngờ được anh lại chính là người xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội này. Sau khi được nghe ông nói về tội ác và lương tâm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Con người lương thiện trong tôi đã trỗi dậy. Tôi đã cố gắng cải tạo để được ân xá. Sau khi ra tù, tôi đã cố gắng làm việc giúp đỡ xã hội để bù đắp cho những tội ác tôi gây ra. Và tôi đã thực hiện được tâm nguyện là xây dựng một trung tâm bảo trợ các em bé mồ côi, như ông thấy đấy. Một sự tái sinh tuyệt vời. Có lẽ tôi sẽ bắt tay vào vẽ một bức tranh về thiên thần. Anh lại làm người mẫu cho tôi nhé. Hãy đợi đấy. Đứng lại. Thôi chết, làm sao đây? Sao mình lại cứ đụng phải cái gã gấu béo tham lam hết lần này đến lần khác như thế kia chứ? Em chào anh gấu. Mày có cái gì kia? Dạ, là cà rốt ạ. Đưa nó cho tao. Sao em lại phải đưa cà rốt của em cho anh? Trên đó có khắc tên mày hả? Mà mày bảo nó là của mày. Nó là của em. À, hôm nay mày ăn phải gan hùm hả? Mày dám cãi lời tao? Đáng đời mày. Can tội nói nhẹ không nghe. Đồ gấu béo tham lam.
đồ gấu béo đáng ghét. Làm sao có thể trừng trị được hắn ta đây? Thỏ ơi, cậu sao vậy? Trời tối rồi, sao còn ngồi khóc ở đây? Muội đấy à, mình đang rất buồn. Lão gấu lại vừa bắt nạt mình. Mày ăn phải gan hùng hả mà dám cãi lời tao? Lại là lão gấu béo. Lão cậy có sức, bắt nạt hết người này đến người khác trong rừng. Được, mình sẽ cho lão một bài học. Cậu thì làm gì được hắn chứ? Hắn to khỏe nhất khu rừng này mà cậu nhỏ bé như thế. Cậu không đủ sức mạnh đâu, rồi lại mang vạ vào thân thôi. Mình có cách của mình, không phải cứ to béo thì sẽ là kẻ mạnh. Mệt quá, phải ngủ một giấc thật đã mới được. Chết mày này! Ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, rồi cũng sẽ có người trừng phạt ngươi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.